Diễm này, Diễm có để ý rằng là trong giới nghệ sĩ thì có những người mà nói theo cái cách hiện nay mọi người vẫn nói thì là không hot. Thế nhưng mà nhắc đến tên của họ thì ai cũng nhớ đến một loạt vai diễn hay là những cái thành công vô cùng. Thực ra những điều chị nói là tất cả những nghệ sĩ chân chính nào họ cũng lựa chọn và muốn đi theo con đường đó chị ạ. Diễm vừa nói đến hai từ là nghệ sĩ chân chính đó, thì Huyền thấy rằng là đã là nghệ sĩ chân chính thì bao giờ cũng muốn bước dài trên con đường nghệ thuật. Mà đã như vậy thì họ vẫn muốn rằng là khán giả nhớ đến họ với những cái vai diễn thành công. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng là một nghệ sĩ mà phần nào giống như chị Khánh Huy miêu tả, đó là tên tuổi của anh được biết đến không phải là bằng những câu chuyện xung quanh đời sống cá nhân, mà là vì năng lực của anh thể hiện trong công việc ở những vai trò khác nhau, ví dụ như là đào tạo diễn viên hay là dựng kịch hoặc là đóng phim. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi qua một vở kịch mà anh đã làm đạo diễn trước khi gặp gỡ và trò chuyện với vị khách mời này. Ê, cái gì vậy? Ê, bắt mới gì kêu tôi qua đây rồi trương cảnh anh lên tôi coi vậy cha nội. Hú hồn hú vía. Không thì không, tự nhiên là đang mưa thì cái nắng vậy. Mưa nắng cái gì tôi nói cho ông biết nha, tôi qua bên này bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng làm tôi nhớ bệnh. Nhưng mà có con sông đầu làng dạo đó là không bao giờ tôi muốn nhớ tới đâu. Tôi cái gì? Biết rồi, tôi biết tại sao mà cha dòm cái con sông đầu làng tôi nè luôn. Nếu sao không cháu, có mối tình đầu tiên người ta anh nở là sớt người ta tội, cướp người ta tội không biết. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Chào anh Ninh ạ. Ngọc Diễm và Khánh Huyền rất vui khi hôm nay là anh đã nhận lời đến tham gia chương trình Thành phố hôm nay. Huyền cũng đang băn khoăn, không biết là nên trò chuyện với anh với cái vai trò nào, nhà giáo hay là một đạo diễn hay là một diễn viên ạ? Thì chị Khánh Huyền cũng đã giới thiệu rất là rõ ba vai trò của anh. Tuy nhiên Diễm có một cái thắc mắc là tại sao anh là một đạo diễn chuyên dựng kịch nhưng mà anh lại rất là đắc show phim truyền hình? Thật ra thì cái nghề chính của Ninh á, được đào tạo á, là nghề diễn viên sân khấu và đạo diễn sân khấu. Thì trong quá trình làm nghệ thì tự nhiên một phát có một cái bước ngoặt trong đời làm nghệ sĩ á, là anh Lê Hoàng ảnh mời cho Ninh một cái vai chính trong cái phim nhựa của ảnh, đó là phim Ai Xui Vạn Lý. Qua cái vai diễn đó thì gần như nó thay đổi gần như cả một cái hướng đi của Ninh. Bắt đầu từ lúc đó thì Ninh gần như Ninh hoạt động bên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nhiều hơn là bên sân khấu. Nhưng mà tự sâu trong lòng anh thì cái niềm vui đích thực của anh thì anh vẫn cảm thấy là ở đâu? Thật ra Ninh không có coi trọng hay là coi nhẹ cái loại hình nào đâu. Dạ. Khi mình làm việc với công việc gì thì Ninh sẽ bằng cái kỹ năng của mình, bằng cái sự hiểu biết mình nên làm hết tâm hết ý cho cái công việc đó, thế thôi. Rất nhiều người than phiền là với tình hình làm phim như hiện nay ấy, thì Việt Nam rất là khó có được những bộ phim truyền hình hay. Nhưng mà Ngọc Diễm thấy rằng anh Công Ninh không có vẻ gì là chán nản hay mệt mỏi cả, mà anh vẫn rất là miệt mài đóng phim. Khi Ninh tham gia bên mảng phim truyền hình, Ninh có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là mưu sinh. Phải nói là cái điều đó là không thể từ chối được, vì sân khấu hiện giờ không thể sống được. Cái lý do thứ hai là đúng là Ninh yêu thích bên điện ảnh, rất là yêu thích. Ninh yêu thích từ bé. Khi mà đến rạp xem phim từ bé được ba mẹ dẫn đi coi rồi ông bà dẫn đi coi, trời Ninh mê lắm. Và lúc đó ngay bản thân Ninh đã có xuất hiện trong cái suy nghĩ của mình, trời ước gì sau này mình lớn lên mình được làm diễn viên giống như mấy người trên màn ảnh. Sau này lớn lên được làm cái nghề mình đã yêu thích từ nhỏ cho nên mình rất là chăm chút với nó và yêu thương nó kinh khủng lắm. Có một ngày mình có cảm giác như mình không được ra trường quay hoặc là mình không được đi tập tành này nọ, mình có cảm giác nó trống vắng, mình tự nhiên sao thấy cuộc sống nó đơn giản mà nó bạc bẽo quá. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại những cái thước phim cũng như là những vai diễn của anh mà anh đã từng tham gia trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh đừng động tới nó. Tôi yêu cầu mở ra. Nếu các em nhất định thì tôi sẽ mở, nhưng không phải ở đây. Tôi có cái này, kiểm tra mọi thứ. Tôi có cái này. Anh muốn gì? Muốn đi gặp trưởng tàu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Và Huyền thấy rằng là cho dù bây giờ anh Ninh đã tham gia rất nhiều những cái vai diễn khác nhau, nhưng mà khán giả, những người yêu màn ảnh thì vẫn nhớ đến anh với những cái bộ phim như là cái vai Tấn, phải không anh?
vai Tấn trong bộ phim anh vừa mới chia sẻ là Ai Xui Vạn Lý hoặc là Mẹ Đậu Đũa, mặc dù là người cha nhưng mà một cái vai trò như người mẹ trong bộ phim Mẹ Con Nhà Đậu Đũa đó. Còn những cái vai diễn gần đây rất nhiều nhưng mà để gọi tên thì có thể là ít người nhớ đến. Vậy thì anh có sợ rằng là mọi người chỉ nhớ đến anh với những cái gì anh đã làm, còn cái hiện thực thì nó không được thuyết phục lắm không? Thật ra đây là cái trăn trở của Công Ninh trong cái thời gian vừa qua. Đi đâu ai cũng nói Mẹ Con Đậu Đũa kìa, đi đâu cũng nói cái ông mà mang hài cốt ra bắt kìa, cái ông cục giò kìa trong cái phim Đời Cát. Dạ. Thật ra những cái vai đúng là nó ấn tượng mạnh quá. Đúng. Trong công chúng. Tại anh đã từng có cái vai diễn rất hay. Và đây là những cái vai gần như là đầu đời của Ninh. Dạ. Khi Ninh bước vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Dạ. Và khi họ khán giả tiếp cận Ninh những cái vai đầu tiên đó, khán giả cứ nhớ hoài. Rồi cho nên là thậm chí Ninh rất khổ sở vì cái suy nghĩ đó. Bây giờ Ninh cứ cố gắng làm sao, trời ơi, bây giờ phải chi mình có một cái vai diễn nào đó mình vượt qua được những cái vai này. Mà cái đó là cái sự trăn trở của Ninh trong thời gian vừa qua. Dạ. Và Ninh cũng đã làm hết sức mình qua những cái vai diễn sau những cái vai đó. Dạ. Và tất nhiên bản thân mình thì mình cũng có cảm nhận nó cũng na ná, nó cũng số phận, nó cũng vậy, và nó cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy. Nhưng mà khán giả họ vẫn cứ nhớ cái vai cũ. Bây giờ biết sao giờ. Trong cái bộ kịch mà anh dựng đó là bộ Già Cổ Hoài Lang, cũng như là những cái vai diễn mà mình vừa kể, thì em nghĩ đủ để anh có thể tự hào về cái nghiệp diễn của mình rồi. Thật ra đấy cũng là Diễm nói rất là ok ha. Đấy là một sự tự hào của một người nghệ sĩ khi làm ra một cái tác phẩm đó. Nhưng mà nó cũng là một cái mà rất dễ khán giả hoặc là một số anh em trong nghề nghiệp hiểu lầm, nên là nên cứ nhai lại những cái quá khứ. Cái nói điều về... đó là rất hết sức là nói chung là ở góc độ đó nên cảm thấy buồn. Nghe anh chia sẻ thì Huyền thấy là đúng rằng là chúng ta có quyền tự hào về những điều chúng ta đã làm, về cái quá khứ của chúng ta. Nhưng cũng có rất nhiều người mà như anh chia sẻ rằng là anh dạy học trò của anh là đừng có như vậy. Vẫn rất có nhiều người là cứ hô hào về cái quá khứ của mình. Thậm chí rằng có những người lại vì cái hiện tại của họ không có được tốt, chính vì vậy mà họ vẫn cứ bám vào cái quá khứ để mà họ tung hô họ lên. Thì anh thấy cái điều đó, anh cảm thấy như thế nào? Cái đó cũng cái là nỗi buồn của những cái suy nghĩ như vậy. Dạ. Nên là cái nỗi buồn. Thật ra thì họ cũng khát khao, cũng mong muốn cái điều gì đó hay hơn cái thành tích mà họ đã đạt được trong quá khứ. Nhưng mà khổ một cái là nhiều khi cái nghề mình các bạn phải hiểu được, nó là một sự ngẫu hứng. Nhiều khi mình cố gắng mình đạt tới cái mục đích đó nhưng mà mình thiếu đi cái sự ngẫu hứng. Cái sự cố gắng nó không giải quyết vấn đề gì hết. Vấn đề là nó là một sự ngẫu hứng, mà cái sự ngẫu hứng đó thật ra là không ai dạy được. Nó phải gần như, nếu mà mình nói về mặt tâm linh, giờ trời cho, kiểu như vậy, trời cho ai người đó hưởng thôi. Thì cái khả năng sáng tạo mà vô tận của một nghệ sĩ thì tôi nghĩ nó rớt rất ít người. Có thể là cái sức sáng tạo có thể bị mài mòn qua thời gian, qua suy nghĩ, qua những áp lực của cuộc sống, qua những yếu tố khách quan tác động. Bây giờ quay trở lại với những câu chuyện về anh Công Ninh, thì Ngọc Diễm được biết là anh là người biết rất là rõ cái vị trí nào của mình trong những cái hoàn cảnh như thế nào. Ví dụ như là ở trên trường, trên lớp thì anh là một người thầy, ở trong sân khấu kịch thì anh là một người đạo diễn, còn ở trong trường quay hay là trong phim trường thì anh là một diễn viên. Thế nên là anh có một cái cách đối xử với những người mà được coi là học trò của anh nó cũng rất là hay. Đôi khi họ là học trò của anh nhưng đôi khi họ cũng có thể là đồng nghiệp với anh, và đôi lúc họ là đạo diễn, có nghĩa là người chỉ đạo anh trong từng vai diễn. Nó có một cái chi tiết này nè, cũng tôi nhớ hoài, là các bạn biết Quỳnh Đông cái gì? Dạ. Khi Quỳnh Đông quay chung với tôi cái phim Gọi Giấc Mơ Về, thì Quỳnh Đông trước đó là học tôi. Thì khi va chạm với tôi trong cái phim đó thì ngay những cái phân đoạn đầu tiên Quỳnh Đông diễn rất là căng thẳng. Tôi biết ngay là thế nào là nhân vật này, cái cậu học trò này là bị áp lực khi diễn chung với thầy. Và bản thân tôi khi mà thấy học trò mình nó như vậy tôi cũng rất căng thẳng. Tại mình sợ nó diễn không đạt, rồi cả hai partner nhau nó không ổn trong cái phân đoạn đó, nó phá vỡ cái phân đoạn đó. Thế tôi mới nói thẳng với Quỳnh Đông, khi các bạn còn ở trường, còn ở trên lớp tôi dạy các bạn là học sinh của tôi. Nhưng mà khi các bạn tốt nghiệp rồi, các bạn ra đời, các bạn làm việc với tôi, hoặc là làm việc với bất kỳ ai, các bạn là đồng nghiệp của những người đó. Các bạn phải xác định là các bạn là đồng nghiệp của tôi đi. Tôi và các bạn hiện giờ không còn thầy trò nữa. Ngay tại phim trường này, ngay tại trong phân đoạn này, đứng trước cái ống kính này, tôi và bạn đang là đồng nghiệp. Và xóa bỏ cái ký ức là tôi dạy bạn hoặc là bạn học tôi đi, để bạn diễn nó thoải mái. Và khi bạn diễn dở là tôi bị ảnh hưởng à. Nó nói thẳng luôn á.
thì tôi có cảm giác như Quỳnh Đông hiểu ngay vấn đề. Nó biết tôi biết cái nhược điểm đó và nó đang bị áp lực về thầy trò, và coi như Quỳnh Đông xóa tan cái cảm giác đó và diễn. Và rõ ràng qua cái vai diễn đó, Quỳnh Đông khẳng định được một cái tên tuổi, một cái dạng, một cái tài năng trẻ của thành phố trong phim truyền hình. Và bây giờ Quỳnh Đông rất là đắt số. Quỳnh Đông một trong những diễn viên giỏi trẻ của thành phố mình. Và khi có học trò như vậy thì mình là một người thầy, mình tự hào phải không anh? Rồi, sướng lắm luôn. Dạ, tự hào. Thấy học trò mình nó thành đạt mừng lắm luôn. Dạ. Có nhiều lần thì Huyền cũng như những người khác có kể nói chuyện với nhau và thấy rằng là anh là người rất là dễ dàng mở lòng với mọi người. Có lần thì anh đã tâm sự rằng là nhờ có người này mà anh được ăn theo với cái vai diễn kia, hoặc là được có các cái fan hâm mộ nhí. Rồi hoặc là có lần mà anh cho rằng là diễn viên hài này diễn nhanh quá, diễn giỏi quá là anh không theo kịp. Hoặc là có những lần anh khen người này khen người khác, thì không hiểu tại sao anh lại dễ dàng thừa nhận người khác như vậy. Mà có người lại nói với Huyền rằng là thực ra cái việc là thừa nhận người khác đó là một cái văn hóa mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm được điều đó, phải không anh? Thật ra những cái lời khen của Ninh về đồng nghiệp ấy, là nên căn cứ trên cơ sở thực tế. Ví dụ như là quay cái phim Đua Nhau Làm Giàu với Hoài Linh, đúng là bản thân Ninh phải cố gắng coi như là 500% luôn. Tại vì Hoài Linh lanh lắm, và đó là sở trường của Hoài Linh, và Ninh diễn một cái vai gần như là song song với Hoài Linh trong cái phim đó. Gần như đối kháng, hai nhân vật gặp nhau là tìm mọi cách để châm chích nhau, để hạ bệ lẫn nhau, đại khái là như vậy trong cái bộ phim đó. Thì đúng là Hoài Linh lanh quá nên đua không nổi thiệt. Có những lúc nó thôi khoa đạo diễn là Xuân Phước, nó thôi Phước rồi, cho anh suy nghĩ chút xíu thì anh đuối rồi. Anh theo Linh nó không kịp. 200% còn cố được, chứ 500% thì đúng khó. Đúng là cố không nổi. Dạ. Thì đúng là Linh sẽ đã cố gắng hết sức trong cái phim đó để mà diễn song song với Hoài Linh. Và tất nhiên thì mình cũng tìm ra cách để hóa giải. Thế nhưng mà đúng là diễn những với lại những viên mà tài năng như vậy và có những cái sở trường như vậy, đúng là mình phải ngưỡng mộ họ. Cái điều đó mình không thể nào mà không ngưỡng mộ được. Trong quá trình làm việc, chúng ta vẫn có thể học những cái đồng nghiệp của chúng ta với những cái điểm mà chúng ta cảm thấy rằng mình vẫn chưa đủ. Dạ. Và có nhiều người cho rằng ở anh có một điều mà họ rất là ngưỡng mộ, đó là anh không bảo thủ và anh luôn công nhận cái tài năng cũng như những cái sở trường của người khác, và đôi khi anh đặt mình vào cái vị thế của họ và cái suy nghĩ của họ để anh công nhận họ, đúng không ạ? Nên nghĩ cái điều đó là tốt thôi. Vì sao? Mình mà cứ bảo thủ, mình cứ bảo vệ những cái của mình, nhưng mà khổ lắm. Nếu mà các bạn để ý, các bạn sẽ thấy ngay cả về cái lĩnh vực hài đi. Cái hài mà thời sạc lô nó đã khác, cái hài bây giờ nó đã khác. Cái hài tới đời Louis Finet nó đã khác rồi, bây giờ là tới Mr. Bean nó cũng đã khác rồi. Và sau này nó còn khác nữa, khác nhiều lắm. Cho nên mình cứ bảo thủ là mình tự giết mình thôi. Cái điều đó không nên có trong con người của một nghệ sĩ. Phải biết khôn né cái sự đó đi và học hỏi và tiếp cận cuộc sống hàng ngày, thì các bạn luôn 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 sẽ tìm ra được cái mới để đem đến cho khán giả những cảm xúc tốt nhất. Nên lấy một cái ví dụ cụ thể. Diễn viên trẻ có thể ngây ngô, có thể rất thiếu kinh nghiệm so với lại cái lứa của mình, đúng không? Nhưng mà họ có một cái ưu điểm mà mình đang học họ, là cái sự chân thật, sự chân phương trong cảm xúc. Họ đi vào nhân vật tự nhiên lắm, và tôi dạy, tôi cảm giác nhiều lúc tôi phải học những đứa học trò của tôi. Cái chỗ này sao nó diễn được như vậy ta? Đấy, nhiều lúc mình ngơ ngẩn, mình nhìn cái cảm xúc của nó khi nó đi vào nhân vật. Thì đối với lại diễn viên trẻ bây giờ, tại sao cái cuối cùng nó mới tìm ra được một cái nguyên nhân? Ngày xưa cuộc sống mình rất nghèo khổ. Mình bước ra đời cái gì mình cũng tự ti hết. Cái gì mình cũng làm mình cũng sợ, cái gì mình cũng mắc cỡ. Cái lứa trẻ bây giờ nó khác. Cuộc sống 10 đứa hết 8 đứa rưỡi là cuộc sống đủ ăn đủ mặc rồi. Và nó đã tự tin ngay từ khi nó bắt đầu đi vào nhà trẻ. Nó tự tin khi bắt đầu nó qua quá trình học phổ thông. Nó tự tin bắt đầu nó khi thi vào trường. Nó giao tiếp với xã hội hàng ngày. Với sự tự tin nó thì làm sao mà nhân vật nó không tự tin được. Nó đi vào từng nhân vật rất là thoải mái. Còn mình khi tiếp cận nhân vật mình có gì đó mình vẫn bị cái ngưỡng chặn lại là tự ti. Cho nên mình phải phá cái bức tường đó đi để mình đi vào nhân vật. Cho nên nó khó khăn hơn với trẻ rất là nhiều. Và một phần nữa là những cái đạo diễn khi chọn họ vào những vai diễn đó, họ chọn bằng chính cái con người của nhiều diễn viên đó, chứ họ không chọn bắt người diễn viên đó hóa thân. Khi mà người ta nhìn anh á, người ta nghĩ đến anh thì cái này gì cũng có cái cảm giác như thế. Người ta hay nghĩ đến những cái gì rất là buồn, rất là cô đơn, rất là trầm tư và thậm chí có một phần khắc khổ nữa. Nhưng mà đôi khi Diễm lại nói mình là gạt bỏ cái suy nghĩ này qua, tại vì đôi khi mình cứ bi kịch hóa cái thân phận của nghệ sĩ Công Ninh, chứ thực ra thì anh cũng không phải đến nỗi lúc nào cũng buồn như thế. Tức là cái sự khắc khổ của anh là do đâu, do cái hình thức bên ngoài hay là do tự anh thấy anh khổ?
Thật ra thì lúc hồi trẻ Ninh Ninh vui lắm. Dạ. Anh giỡn nhiều lắm luôn á. Dạ. Thì có một cái cuộc sống càng về sau thì Ninh bị va chạm nhiều quá. Dạ. Và Ninh cũng bị ngỡ ngàng nhiều quá trong cái quan hệ xã hội cũng như trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thành ra qua những cái vấp ngã đó và qua những cái đụng chạm đó tự nhiên phải thu người lại. Nên không dám cởi mở ra nữa. Nên phải thu người lại và nên cho đó là một cái vũ khí để nên tự bảo vệ. Để cho những người đó mà nó cảm thấy là nó muốn không thích mình, muốn hại mình, nó thấy tội nghiệp quá rồi nó tha. Tôi có cảm giác như vậy. Thôi vậy đi, đấy là một cái vũ khí mà còn lại để tôi bảo vệ tôi. Thế sao anh lại thiếu tự tin đến như vậy được nhỉ? Uyên nghĩ rằng là với lại cái khả năng của anh, với lại cái sự thừa nhận của tất cả mọi người thì anh đã hiểu là mình đứng ở một cái vị trí nào rồi. Thì mọi người cũng hơi thắc mắc ở điểm là anh cũng có những cái hay lo lắm. Anh lo nhiều, chính vì vậy mà anh có những cái mà anh không quyết định nhanh. Đúng. Anh hay suy nghĩ rất nhiều trước khi anh quyết định điều gì. Điều đó có đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và nên cũng đã lãnh rất nhiều cái hậu quả về cái tính hay lo đó và cái sự không quyết đoán đó. Đáng lẽ cái việc đó nên có thể quyết đoán và nên đạt được kết quả tốt hơn, vì cuối cùng cái sự chập trùng dằn dùng dằn riết và cuối cùng lỡ gì. Dạ. Và phải trả giá rất nhiều lần. Kể cả những việc là mà cảm thấy cái nối lo rất mâu thuẫn nữa cơ. Tức là sao anh lúc đó mình cảm giác là sao mình ngu thế. Những cái mâu thuẫn rất là kỳ cục, rằng là anh là người có khả năng này, có năng lực này, anh là người giỏi trước mắt mọi người mà anh lại cứ lo là anh không lo được cho vợ anh. Thì ông có thấy cái điều đấy rất là mâu thuẫn này nữa. Rõ ràng là đến khi là mọi người đã thừa nhận anh là người rất giỏi cho công việc rồi thì anh vẫn cứ nói rằng là mình cứ không tin mình có thể làm được cái việc nào đó. Thì đến bây giờ thì anh có cảm thấy cái điều đó của anh là sai không, và anh phải thay đổi không? Có những cái quan niệm là cứ tin và bước tới đi. Dạ. Bạn sẽ đạt được cái điều bạn muốn. Dạ. Tại đi mãi thì cũng sẽ thành đường, đúng không? Thế nhưng mà sao tự Ninh lại không tin cái điều đó đối với bản thân Ninh? Ninh cứ khi quyết định làm cái việc gì đó Ninh phải là tin, phải là chắc chắn là Ninh sẽ thành công thật thì Ninh dám dấn thân vào làm. Và Ninh nghĩ là khi Ninh làm điều đó Ninh ít khi nào dám nói trước cái điều gì đó, thậm chí Ninh nói ngược lại. Cái không dám nói trước thì nó rơi vào cái câu của ông bà mình để lại là nói trước bước không qua. Và không dám nói trước và thậm chí nói điều ngược lại là không khéo mình sẽ thất bại. Thì tự nên cho nên một cái áp lực đó. Dạ. Để nên biết rằng có thể thất bại nha, để nên cố gắng hết sức mình để vượt qua cái mà có thể thất bại đó để đạt tới cái mục đích cuối cùng là kết quả tốt. Dạ. Nên là có những cái phương pháp mà áp dụng trong cuộc sống, trong cách làm việc nó nghịch lý kiểu đó, nhiều. Dạ. Khi không ai hiểu được. Dạ. Cứ hiểu lầm ở sinh lúc nào cũng bi quan, không phải. Đấy là những cái phương pháp để nên làm việc. Dạ. Nhưng mà em thấy cái phương pháp đó có vẻ thiếu cái tính nghệ sĩ một chút đấy. Bởi vì người nghệ sĩ em thấy nhiều khi là có thể có cái barrier đúng, đó đúng, nhưng họ có thể đạp đúng, bằng cái barrier nếu đúng. Như họ muốn nghệ phải sĩ, không anh? Nghệ sĩ nhiều khi cái tính phóng khoáng họ không có một cái sự, họ không có sự chuẩn bị. Dạ. Bước vào công việc họ không hề thích có sự chuẩn bị, họ thích. Dạ. Bằng cái sự ngẫu hứng. Dạ. Nhưng không hiểu sao con người nó ngủ. Phương pháp của anh có vẻ hơi khó. Khó thấp đấu nên nhiều quá. Chính vì thế cho nên người ta cảm giác là anh luôn gò bó chính bản thân. Anh có nghĩ khi mình là con người thì đôi khi mình có quyền mắc được những sai lầm. Dạ. Và mình cứ trải qua sai lầm đó đi thì tự khắc là mình sẽ lớn và sẽ vươn tới những cái đỉnh cao hơn. Dạ. Tuy nhiên Diễm cảm thấy là anh có vẻ là anh gò bó mình là không được phép mắc sai lầm, lúc nào cũng phải làm điều đúng. Có phải không? Nhưng mà cũng có một cái niềm vui rằng là anh đã làm rất nhiều điều đúng, phải không ạ? Cũng may mắn là như vậy. Rất là niềm vui. Và hôm nay anh thông cảm cho Huyền và Diễm nha. Bởi vì Huyền và Diễm hôm nay ngồi đây vặn vẹo anh hơi nhiều, đúng không ạ? Sao đâu. Một cái buổi tâm sự. Dạ. Và hôm nay thì rất là cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình để cho Huyền, Diễm và khán giả chương trình được hiểu về anh nhiều hơn. Đây là một cái dịp để mình bộc lộ những cái cảm xúc của mình để khán giả hiểu mình hơn, để các bạn hiểu mình hơn. Và mình cũng là một cái động lực để mình tốt hơn sau cái buổi trò chuyện này. Nên cũng rất cảm ơn Khánh Huyền với lại Ngọc Diễm đã cho nên cái buổi trò chuyện này để tâm sự với các bạn cũng như tâm sự với khán giả xem đài.